chuyện nhanh của Hùng Dũng. Là rất cân bằng. Phối hợp giữa Phạm Văn Đức và Trọng Hoàng. Phạm Văn Đức. Cả cờ bal free kick cái này từ ấy tụt mũi mà chơi cái này ọt đi và pa nè cái này gì mình thu mà ôi bạc sai một ra cà pia pi rút mà dán dán neng hay nè cái lá cô